nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tết nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ huyện phát động. Vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên khối chính quyền đã tổ chức quyên góp và bàn giao hơn 200 bộ quần áo mùa đông cho tủ đồ từ thiện dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn của Bệnh viện Đa khoa huyện. Những bộ quần áo này do cán bộ công chức viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan khối chính quyền huyện quyên góp gồm các loại quần áo trẻ em, quần áo rét cho người lớn. Đa phần các bộ quần áo này đều còn khá tốt, được giặt sạch sẽ. Trong đó có những bộ quần áo vẫn còn mới nguyên, được đoàn viên thanh niên khối chính quyền huyện đi vận động được từ các nhà hảo tâm mạnh thường quân để ủng hộ chương trình. Được biết, tủ đồ từ thiện dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn do Phòng Quản lý Chất lượng và Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa huyện quản lý. Tủ quần áo này thành lập từ năm 2022 đã quyên góp được hàng trăm bộ quần áo từ cán bộ viên chức trong bệnh viện, mạnh thường quân trong cộng đồng. Tủ đồ từ thiện dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã giúp cho nhiều bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn bớt đi phần nào những khó khăn trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông được người đi đường đưa vào bệnh viện có quần áo để thay. Nhiều bệnh nhân đã có quần áo ấm để mặc, có giày để đi khi trời lạnh giá. Quyên góp tặng đồ cũ tuy là việc làm nhỏ nhưng lại có giá trị nhân văn to lớn, góp phần sẻ chia với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm điều trị, vượt qua bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống.